thịt rồi, mẹ cắn một miếng đi. Không, mẹ người già mẹ không thích ăn thịt, mẹ chỉ thích ăn rau thôi. Mẹ nói dối. Ây da chà, kinh về đây, có quần áo mới đi học à? Hay là hôm qua tao nói thế, tối về mày với mẹ mày đi ăn trộm đây. Đi lao động toàn mặc bộ quần áo rách này đấy. Đúng rồi đấy, tao nói cho mày biết trước nha. Ngày mai khai giảng, nhà trường yêu cầu phải mặc áo trắng. Mà mày không mặc áo trắng này tốt nhất mày nên nghỉ học đi. Đúng rồi đấy, mày mà mặc bộ quần áo rách này đi á, chỉ làm xấu hổ mặt cả trường thôi. Mà tao bảo mày nhá, tốt nhất mày nên nghỉ học đi. Nhà mày ăn không no mà không ấm, mày đi học làm gì? Ở nhà giúp mẹ mày phụ xây đi. Ê, tao bảo này, đúng là chán thật đấy, học chung với mấy bọn nhà nghèo này, mất hết cả danh dự. Ừ, mày nói đúng rồi đấy. Thôi, đi về đi, mai còn đi khai giảng. Ừ, về đi. Về đi. Chết rồi, mai là ngày khai giảng, thằng Tiểu Bảo nó không có quần áo mặc, tí nữa mình phải ứng tiền của ông chủ để mua quần áo cho nó mới được. Cái bà này, nghỉ lâu đấy, làm đi, 200.000 ngày của tôi đấy. Vâng ạ. Làm đi. Làm thì đồ đạc để gọn gàng vào, nhớ chưa? Rồi. Ông chủ ơi, có việc gì? Cho tôi ứng ít tiền. Mới làm được có mấy ngày thôi, lại ứng tiền rồi. Thế lấy bao nhiêu tiền? Cho tôi ứng 500.000 để tôi mua quần áo cho con với. Làm tốt rồi đấy, nhớ chưa? Vâng. Mỗi ngày 200.000 mà làm thì không ra việc. Biết rồi. Đây, 500.000 đây. Rồi. Làm đi nhá. Cảm ơn ông chủ nhá. Làm đồ đạc để gọn vào. Vâng. Để cho người ta đi. Cô chào mẹ. Con đi lao động về rồi à? Vâng ạ. Chào mẹ. Vâng. Mẹ ơi. Gì đấy con? Ngày mai khai giảng, mẹ xin cho con nghỉ nhá. Sao khai giảng lại nghỉ? Không nghỉ được đâu, phải đi khai giảng đấy. Cô bảo, cô yêu cầu là đeo dép quai hậu, mặc áo trắng, nhà mình nghèo, không có tiền để mua.
Không sao đâu, con ngồi đây đợi mẹ nhé. Vâng. Đây. Hôm nay mẹ đi làm thuê. Mẹ có ứng tiền mua cặp cho con này. Yeah. Đây. Yeah. Cặp của con này. Quần áo đi khai giảng rồi. Yeah. Đây, áo trắng này. Vui quá. Wow. Quần này. Ui. Đây, dép này. Đẹp thế. Đây, thế là đủ nhá. Mai con đi khai giảng con có hết rồi nhá. Đây. Đẹp quá. Mẹ còn mua một thứ nữa. Đây, con mua đùi gà cho con này. Mẹ thật là tuyệt vời. Con yêu mình nhất trên đời. Wow. Con ăn đi, con ngồi đây. Ăn đi nhá. Vâng. Mẹ ơi, nhà mình lâu lắm cũng chưa được ăn thịt rồi. Mẹ cắn một miếng đi. Không, mẹ người già mẹ không thích ăn thịt, mẹ chỉ thích ăn rau thôi. Mẹ nói dối. Không, mẹ nói thật đấy. Sau này con bằng tuổi mẹ, con khắc hiểu. Vâng. Mẹ ơi, sao con thấy mẹ khổ quá? Hay là con bỏ học đi làm thế giúp mẹ nhá. Cái gì đấy? Con nói linh tinh cái gì đấy? Con phải đi học. Không đi học không có tương lai đâu. Sau này lại khổ như mẹ, đi làm phụ xây suốt đời. Không bao giờ có tiền đâu. Vâng. Rồi. Nó mà tao nhìn đúng mà. Mày nhìn kỹ lại xem. Mắt tao bị hoa hay sao ấy nhở? Đúng là nó hay sao ấy. Sao hôm nay non mặc đẹp thế? Tao không biết. Đợi nó về đây xem đã. Mới đi học à? Hay là hôm qua tao nói thế? Tối về mày với mẹ mày đi ăn trộm đây. Mày hơi bị quần áo ở đấy. Nhà tao tuy nghèo nhưng mà không biết trộm cắp là cái gì đâu. Tao không tin lời mày nói đâu. Nhà mày nghèo, lấy tiền đâu ra mua quần áo mới? Chỉ có đi ăn trộm thôi. Quần áo này là mẹ tao mua cho tao. Chúng mày không tin thì thôi. Chúng mày mang tiếng là con nhà giàu, có ăn có học nhưng thiếu một thứ. Thiếu thứ gì? Mày định nói để tao à? Quan đúng không? Hả? Thôi, tao tập trung rồi, đi vào trường đi. Ừ, mày cẩn thận đấy. Bảo mình thiếu cái gì nhở? Tao không biết được. Tao thấy tao chẳng thiếu thứ gì. Mà nó bảo tao thiếu một thứ. Mà thôi, để mai hỏi nó. Ê.